Bây giờ thầy sẽ ví dụ cho các bạn về cái bootstrap để làm trong cái bài lắp một bài 4. Thì cái phần menu ở phía bên trên, menu chúng ta đã làm ở phía bên trên rồi. Đến cái phần slide 3 bên này, chuyên mục bên này chúng ta cũng đã làm ở các bài trước. Bây giờ chúng ta chỉ copy code ráp vào thôi, từng phần một. Như vậy ở chỗ này, cái file mẫu thầy cho nó sẽ như thế này, và sau này các bạn làm thì các bạn cũng đi từ cái file mẫu này lên. Nó có những cái thẻ cố định, mình không có nên thay đổi cái cấu trúc này, bởi vì cấu trúc này nó sẽ giúp cho cái bộ máy của Google sẽ dễ dàng tìm kiếm cái nội dung của chúng ta, gọi là SEO đó, Search Engine Optimize. Như vậy thì nó sẽ hỗ trợ cho công việc tìm kiếm của chúng ta sau này, gọi là web chuẩn SEO đó các bạn. Thì trước tiên phải layout chuẩn nữa, rồi cái content chuẩn phía sau. Tức là bạn phải biết cái content đó là có thẻ H1 là gì, có những cái keyword ở trong đó là gì, bạn sell bao nhiêu phần trăm, thì cái đó là về cái sell marketing. Còn bây giờ trước tiên là chúng ta phải biết cái cấu trúc đúng chuẩn rồi đã, để khi mà Google nó vào nó thấy header, nó vào nó thấy là menu, nó vào nó thấy là đối với lại cái phần thân của chúng ta, trong đó có phần size và có phần SQL, để nó biết từng phần từng phần từng phần. Nếu như web của mình không có phần nào thì mình bỏ phần đó đi, còn nếu có thì mình để. Rồi ở trong này thì chúng ta sẽ đưa cái nội dung của chúng ta vào đây. Thứ nhất là có một cái mình đưa coi cái bài tổng đi. Rồi ok, thứ nhất là mình có một cái chữ về tôi, rồi thông tin ở đây có một cái card, dưới này có chuyên mục và nó nằm nguyên một 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 cột rồi. Thì cả về tôi, cả cái card này, cả chuyên mục này nó nằm chung trong một một column. Rồi như vậy thì cái chỗ này, nguyên cái phần body này mình sẽ chia cho nó một row, một row. Thì bản thân cái thằng session này thầy đã chia cho nó một row rồi, được không? Rồi cái thằng size này thầy đã chia cho nó column là 3. Đây slide 3, thầy đã chia cho nó column là 3. Như vậy cái nội dung chỗ này thầy bỏ luôn đi, để tí nữa mình sẽ thêm nội dung vô sau. Bỏ hết mấy này đi, dễ thấy. Rồi chỗ này chúng ta sẽ view lại. Đây hai bên. Bây giờ bên này mình sẽ thêm chữ vô ha, thêm chữ vô. Như vậy thì ở trong cái nội dung chỗ này nè, mình sẽ thêm cái gì? Thêm thứ nhất là về tôi. Về tôi thì cái size chỗ này là H2, chữ là màu xanh. Vậy ở chỗ này thầy sẽ sử dụng lại cho nó nhanh, thay vì chúng ta phải phải copy hết tất cả thì các bạn sẽ sử dụng lại cho nó nhanh. Như vậy chúng ta sử dụng cái layout này, Ctrl C chúng ta bỏ qua đây, layout này chúng ta đóng lại, được chưa? Các bạn sẽ chia nó ra thành hai bên để mình lấy code cho nó nhanh. Thứ nhất là ở bên này cái thẻ menu chúng ta không cần nữa, chúng ta đóng lại, không có bàn đến nó nữa. Muốn thì chúng ta copy cái menu bên này qua để cho nó giống. Thì cái thẻ NAV này mình làm ở bài trước rồi, thì mình sẽ lấy cái thẻ NAV mà mình làm từ bài trước á, mình copy qua. Rồi các bạn chọn vậy là nó sẽ thu nhỏ lại để mình dán cái mới qua luôn. Rồi như vậy là mình đã có được cái trang mới của mình. À, như chưa chạy phải. Đây có được cái menu. Menu hôm trước mình chỉ ở bài trước rồi, cho nên mình chỉ dùng lại thôi. Chủ yếu là thầy làm cái phần body ở phía dưới. Header có không? Chưa có đúng không?
À, footer có nhưng mà header không có, bài này không có header đúng không? Không có header thì vô đây mình bỏ header luôn đi. Rồi chọn cái thẻ header, nhấn Ctrl xịt sắt. Bỏ header luôn. Rồi. Bỏ. Ha. Như vậy thì sau khi mình có như vậy, mình sẽ đi vô cái phần bên này. Trong này thầy đang có một cái column. Row column là 3, 9. Bạn có thể chia 4, 8. Tùy bạn muốn chia bao nhiêu. 3, 9, 4, 8 gì đó. Tùy mình. Như vậy mình chỗ này mình thấy là 3, 9 hợp lý chưa? Hay là 4, 8? 4, 8. Như vậy mình coi thì cái khoảng cách chỗ này chưa hợp lý đúng không? 4, 8. Này chỗ này row của này là 4, row của này là 8. Rồi, hợp lý ha. Tiếp tục mình sẽ đưa cái card vào ở bên trong này. Thì ở bên trong này chúng ta sẽ có một cái card 3 4, một cái H2 của tôi. Về tôi gì đó, một cái H2. View về tôi. Như vậy cái chữ slide 3 này mình không xài nữa. Cái màu này bỏ đi ha, tại vì mình xài thì nó nhìn nó khó nhìn. Rồi. Màu bỏ đi. Rồi đã có chữ về tôi. Màu để cho mình biết là nó có cái column nó rộng bao nhiêu thôi. Còn bây giờ mình đã thấy column ok rồi thì bỏ. Cái thứ hai là mình sẽ có một cái card. Cái card trong đó bạn sẽ định nghĩa card là nó có hình, có body, trong đó có title và có text. Cấu trúc của một cái card mình cũng đã biết rồi. Cho nên mình có cái card ở đây. Cái màu của cái card bạn có thể chọn lại cái màu khác, tại vì cái màu ở đây để là nó sẽ có màu đậm màu nhạt ha, màu đậm màu nhạt ở đây bạn có thể để cái màu. Rồi như vậy bạn để cái màu của card là màu light sáng thì cái nền của nó xám xám ở đây được không, mình đổi cái màu nền của cái card này lại. Rồi hình, rồi chữ title, rồi cái nội dung ở bên trong. Cái phần này mình chèn cái card này được không? Được đúng không? Rồi. Tiếp tục ở phía dưới. Mình phía dưới cái card này nè. Phía dưới cái card này. Đây là cái thẻ card của mình. Ở phía dưới này thì mình sẽ enter một cái. Bạn sẽ đóng cái thẻ lại để cho bạn biết là cái deep đóng nó nằm ở đâu. Còn nếu bạn để nó dài của bạn không thấy. Mình đóng cho nó gọn lại. Thì mình thấy à, đây là thẻ mở, đây là thẻ đóng. Thì cái chỗ mà cái chữ mà hạng mục gì đó thì nó nằm ngay ở dưới phía sau cái card. Đây. Nằm ngay phía sau card. Nhưng mà chỗ này thì sao? Nằm xuống một chút xíu, nó cách ra. Chỗ này là chuyên mục, mình đổi lại. Cách ra thì sao? Ok. Mình có thể là margin chỗ này cũng được. Còn không thì mình cho nó xuống dòng cái. Ok. Chỗ này là mình sẽ có là gì? Hạng mục. Rồi. Chỗ này mình sẽ có bottom rồi. Thì mình sẽ có top đi. Nó tự đẩy ra. Margin top. Nó đẩy ra row stem. Được không? Mình không cần BR. Nó tự động đẩy ra cho so với thằng trên. Rồi. Ở phía dưới. Mình sẽ có ở đây là một cái danh sách. Danh sách nhé. Tại vì khi bạn chọn. Ví dụ như là chọn cái mục này. Mục này, mục này. Thì bạn đưa con chuột vô. Nó sẽ chọn 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 lên chọn xuống cho nó. Nhìn cho nó đẹp. Cho nên ở đây là nó là một list group. Thì mình sẽ chèn ở đây là list group vào. Được chưa?
list group nó là menu đó, menu NAV, nhưng mà thay vì menu ngang thì menu này là menu dọc, và nó có một cái class là list group, UL list group, class list group. Như vậy ở bên này code của mình, nếu như các bạn muốn thì các bạn copy qua, còn không thì mình sẽ tạo ra đây một cái thẻ. Đây, thẻ này là UL list group. Và trong cái list group này của mình thì mình sẽ có rất là nhiều list item ở bên trong. Như vậy thì mình sẽ có một cái UL chấm list, list group ở đây. Đó. Đây, ví dụ nó có list group item ST và nó cho mình mấy cái có sẵn. Enter. Nhiệm vụ của mình là thay thông tin. Vậy chứ code gì? Mình đã học Bootstrap rồi mà còn ngồi đó code từng chút một thì đâu phải là Bootstrap. Mình hiểu, mình dùng thôi. Khi mà các bạn học CSS á, là giảng viên sẽ yêu cầu các bạn code từng cái thuộc tính một, hiểu từng thuộc tính một. Nhưng mà đã học của Bootstrap rồi, dùng càng nhanh càng tốt, nhanh nhất có thể. Được chưa? Đó, làm sao mà dùng được nhanh nhất có thể. Như vậy thì ở chỗ này chúng ta có dư cái gì? Dư chữ UL. Nãy mình tab thì đúng hơn, đúng không? Rồi, như vậy đối với lại cái list group này, chúng ta đang có gì trong list group của chúng ta? Nó sẽ có LI, list group có đầy đủ hết rồi. Chúng ta chỉ có thay đổi cái thông tin này vô là xong. Đây, thay đổi thông tin này vô. Active item. Chúng ta sẽ bỏ cái thông tin của mình vô. Lưu lại chế độ tập 12. Nó bị thiếu cái gì? Cái này nó không có số, cho nên nó không có canh lề hai bên. Cái item của mình nè, nó không có canh lề hai bên. Mình sẽ lấy cái item là justify, mình canh lề hai bên, để cho bên này là chữ, bên này là số, nó tự động nó giãn ra. À, mục đích của mình là canh hai bên. Thì ở bên này của mình, nó sẽ thêm một cái nữa là nó sẽ justify content between. Đó. Rồi, mình sẽ bỏ cái này vô đây thử coi. Rồi, xem thằng có ra chưa? Chưa. Rồi, tiếp tục. Còn thiếu gì nữa mà nó chưa ra? Nó phải fit đủ độ lớn. Fit đủ độ lớn. Khoan nào. Bỏ lòng thẻ đúng không? Lít. Lít, 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 lít. À. Ok, copy nó lên. Tại vì cái dưới nó có một đối tượng mà. Rồi, xong. Rồi. Được chưa? Nó không có fit thì nó không có. Nó phải fit độ rộng thì nó mới căng ra. Tương tự như vậy, mình sẽ có các thẻ còn lại. Vậy mình cứ copy cái thẻ LI bên kia qua. Còn cái chỗ này nó có gì nữa? Có con số thôi đúng không? Rồi, như vậy thì các bạn copy cái con số bên kia qua là được. Như vậy mình có thêm 2-3 cái LI nữa, copy qua. Và mình biết cách xài rồi, thì bây giờ cứ thế mà xài thôi. Rồi, như vậy bạn đã có được cái đối tượng của chúng ta. Màu thì bạn có thể thay đổi. Như vậy cơ bản là cái phần bên trái slide 3 của mình
mình đã hoàn thành. Bây giờ mình làm cái phần bên phải ha, làm cái phần bên phải của mình. Như vậy đối với bên phải thì chúng ta cũng có một cái text liên quan ở chỗ này về tôi, thì bên kia nó là gì? Đóng cái này lại. À, chỗ này blog của tôi, đóng lại, lưu lại. Đây, về tôi, blog của tôi. Có vấn đề gì? Lệch thì làm sao cho nó không lệch? Từ nào? Bản thân thằng này, column 8, B5, B3. Chỗ này B3 thôi. Hai cái cùng B3 hết. Ok. Tại vì mình đưa cái pending, một cái là pending 3, cái pending 5 thì tất nhiên nó lệch rồi. Mình đưa cùng pending thì nó hết lệch. Rồi tiếp tục ha. Chú ý bên trong nè. Bên trong này của mình thì nguyên cái vùng này nè, nó nằm trong gì? Cái mà nó bo này nè, nó là cấu trúc của thằng này. Thằng này là gì? Thằng này nè, cái thằng mà nó có bo góc này nè, là thể gì? Class gì? Card. Thì thằng bên này mình cũng dùng card. Được không? Rồi, như vậy ở chỗ này mình sẽ tạo ra một cái row deep. Nó là một cái row. Được chưa? Và ở bên trong cái row này thì mình dùng nó tương tự như một cái cat. Ở trên này mình có một cái cat line. Thì cái thằng phía dưới deep này nó cũng là cat, màu nền của nó là line. Rồi, ok, mình xem lại kết quả, không có đúng không? Mình sẽ cho nó là B-5 đi. Thấy không? Có màu nền. Được chưa? Rồi. Tiếp tục. Mình sẽ làm gì với nó? Bỏ cái B-5 đi. Ở phía bên trong mình sẽ có cái gì đây? Cái này là gì? Nó là một cái card tiếp. Nó một cái card tiếp nha. Vậy cái card này nó có tiêu đề ở trên, hình ở dưới. Cái này là card title. Cái này là card body. Trong card body mình chèn một cái hình và một cái text. Được không? Như vậy ở đây, ở phía dưới này, các bạn sẽ có một cái card tiếp. Một cái card tiếp. Được chưa? Và tất nhiên ở trong này bạn đã có cái row, thì bạn chia cái vùng bên này thành một column, hai column. Được chưa? Đó, cái row của bạn ở đây bạn sẽ có cái màu. Và trong cái row đó nó có hai row nhỏ đó các bạn nhé. Hai row nhỏ đó. Một cái row là nó chứa cái phần bên trên nè. Và một cái row nó chứa cái chữ thêm. Xem thêm. Tại vì bạn phải tách ra hai row. Thì cái thằng này là nó center, thằng này nó cũng center. Thì mình mới thấy cái chữ xem thêm nằm ở đây. Rồi cái row này mới chia thành hai column. Còn cái row này không chia. Thì nó mới ra được như thế này. Chứ nếu mà bạn bỏ chung một row, bạn không làm được vậy. Tại vì bản thân nó tách ra hai cái column rồi. Được chưa? Như vậy thì trong này chúng ta sẽ có một cái column bên này, một cái column bên này. Vậy thì trong này mình chia ra làm một cái row cho hai cái phần trên và một cái row cho hai cái phần dưới. Rồi như vậy chỗ này chúng ta sẽ chia ra một cái div
background. Và trong này chúng ta sẽ có một cái div column SM trừ 6 nhân 2. Trừ 6 nhân 2. Và mình có một cái div ở bên này. Chỗ này mình chứa một cái cap. Cái cap trên này có title, body. Như vậy chỗ này là mình có là B5 trừ cat. Cái cat của mình nó đang là IMEI ở trên. Mình thử xem cái cat dưới coi, cũng IMEI luôn. Cái nào mà nó có header, đây cat header nè. Được chưa? Nó là thằng này. Đó. Cấu trúc của nó là thằng này. Lưu lại xem thử coi. Đây. Có header nè. Có title nè. Có thông tin nè. Thì chèn thêm cái ảnh ở phía dưới này là ok. Được chưa? Cho nên bạn sẽ sử dụng cái cat này. Nó là phương pháp tập. Đây cái cat mà thầy xây dựng rồi đây. Như vậy chúng ta có cat nè. Chúng ta có header nè. Chúng ta có body nè. Nội dung nè. Như vậy chúng ta lấy nguyên cái cat này qua. Ctrl C. Chúng ta sẽ bỏ cái cat này đi. Cat này là mình làm mẫu thôi. Bỏ vô. Được chưa? Thấy không? Rồi bây giờ làm sao cho nó đẩy mấy cái thằng này thuộc vô bên trong. Nè, đẩy vô. À, như vậy thì mình kim chỗ nào? Chỗ thằng cat. Đúng không? Cat này mình sẽ để mình kim 2 cho nó đẩy hết vô. Đẩy hết vô. Đẩy hết vô bên trong. À, còn không mình muốn chỉ đẩy top thôi thì mình gin top. Nó đẩy thằng trên thôi. Còn mấy thằng dưới không đẩy. Đó. Top 2 thì nhỏ quá. Mình đẩy lên top 5, top 3 gì đi. Top 3 đi. Không phải là cứ có 1 là có 2, có 3, có 4 đâu nha. Bạn phải vô bạn tra thì cái tên nó là mệt in mấy. Là cái mà hồi nãy thầy đưa cho các bạn cái đường link GitHub á. Nó phải có cái tên đó mình mới xài được. Chứ không phải là cứ có 1, có 3, có 5 là có 4, có 6 đâu nha. Không phải. Người ta đặt cái tên của class rằng M1, M3, M5. Nhưng mà chưa chắc có M2 nha. Chứ không phải nó có 1, có 3 là có 2 đâu. Rồi ok. Như vậy chỗ này mình thấy là 3. Ở bên này thì nó không đều. Thì mình cho đừng có top nữa mà M thôi. Rồi. Đó, ví dụ như thế. Kệ nó đi. Rồi. Như vậy thì mình đã có được phương pháp tập. Trên này là cái cat. Dưới này cái hình. Dưới này cái chữ. Ổn chưa? Ổn áp chỗ này chưa? Rồi bên này. Bên này thì nó là cái gì nữa đây? Nó lại bo góc. Thì lại là một cái cạc khác. Nó bo góc, mình xài cạc cho nó nhanh. Như vậy đối với lại thằng này ở phía bên trong cái 6 này nè. Mình lại có một cái div chấm chỉ là cat thôi. Không là gì hết. Để cho nó bo góc thôi. Đúng không? Chỉ bo góc. Mình chỉ để đơn giản là bo góc. Rồi phía bên trong này. Mình lại có cái gì đây các bạn? À. Có sẵn rồi. Mình sẽ có là một cái list. Một cái danh sách nữa. Và trong cái danh sách này. Thì mỗi đối tượng nó sẽ có. Hai cột. Nó y chang như cái list bên này. Ha, y chang như cái list bên này.
Nhưng mà mình sẽ chia ra bên này 1, 2, 3, 4 item. Mỗi item có 2 cột. Rồi, ok. Như vậy thì chỗ này mình có phải là có một cái UL không? UL đúng không? UL này của mình là gì? Lead group. Lead group. Lead group này của mình ở đây. Đúng không? Và nó sẽ là lead group item. Mình thêm một cái li là lead group item. Rồi, dấu lớn hơn, mình có li.lead group item. Mấy cái vậy? Hả? Nhân 4. Rồi trong lead group item thì mình sẽ có gì? Mình có một cái column, đúng không? Mình sẽ chia ra một cái div chấm row. Trong một cái div chấm row thì trong đó mình sẽ có div chấm column trừ sm trừ 6 đi, nhân 2, enter. Chuyện gì xảy ra? Lead group, lead item, row, column 66. Rồi nghiên cứu thử coi, nếu như mà thay vì 66 nhân 2 thì mình có 48, thì mình gõ nhanh bằng cách nào? Suy nghĩ thử coi. Tức là mình tạo hai thẻ con. Thử nghĩ ha. Bạn nào gõ thử được cho thầy nó ra đúng luôn là 48 cái coi, lấy điểm cộng. Hiểu vấn đề không? Đó, thử rồi. Như vậy ở chỗ này mình đã có một cái list group, mình đã có item, mình đã có chia column ở đây. Và thực chất column này của mình nó sẽ là 4, 8. Và bên này, cái cột bên này, mình sẽ có cái gì? Mình sẽ có cái hình image. Và cái sụt của mình nó sẽ nằm trong cái image. Ví dụ như thầy chọn cái avatar, đúng không? Rồi bên này đối với lại cái 8 thì thầy có một cái thẻ B, và thầy ghi cái nội dung ở đây. Rồi, mình view thử đi, coi nó ra được cái gì cái này. Sao đây? Hình này to quá. Ha, hình này to quá. Làm sao cho nó gọn lại? Hả? Làm sao cho nó gọn lại? Thì ở trong này nó có một cái thẻ để cho cái hình nó gọn ở bên trong. Thì các bạn sử dụng cái class của chúng ta. Nó có một cái class image. Đâu rồi? Thumbnail. Bạn sẽ sử dụng cho thầy cái thumbnail. Rồi, nhỏ xíu lại, thấy chưa? Nó sử dụng thumbnail để cho nó nhỏ lại. Kịp chỗ này không? Rồi, như vậy thì mình sẽ xem cái hình hồi nãy của mình là mình để cái hình gì chỗ này. Hình của cái bàn tay, cái cây. Thì mình vô đây mình xem thử. Lab 1 của mình nè.
Đâu? Đâu rồi? Đây. Rồi, các bạn có cái hình này rồi, click chuột phải. Các bạn sẽ copy đường dẫn. Ha, copy đường dẫn. Và ở chỗ này của mình sẽ thay cái avatar thành gì? Của mình không phải là avatar đúng không? Mình sẽ đổi cái đường dẫn chỗ này. Ctrl V. Chỗ này không có dùng lắp một nữa. Rồi chỗ này xuyệt không phải huyền nữa mà là xuyệt xuyệt sắt. Rồi chạy lên lại. Được không? Ổn không? Được chưa? Rồi nội dung ở phía bên này thì các bạn sẽ lấy nội dung bỏ vô cái biểu tượng số nằm bên dưới. Như vậy thì chúng ta sẽ làm sao? Lấy cái nội dung vô, làm biến gõ. Đây, lấy nội dung vô. Nội dung của mình. Nội dung bỏ vô đây. Đó, được chưa? Icon đâu? Icon đâu mất rồi? Tại sao nó không có icon? Icon này, chat nè đâu? Link Bootstrap icon chưa có. Đúng không? Rồi, đường link này mình không xài, bỏ đi. Mình bỏ đường link Bootstrap icon vô. Link Bootstrap. Đây, Bootstrap. Bootstrap icon. Ok. Ctrl C. Ctrl V. Rồi, có biểu tượng. Nhanh gọn ha. Bootstrap icon. Và tương tự như vậy thì các bạn sẽ copy và thay thế thôi. Cách của mình là chỗ này là 36, hợp lý không? 36 hợp lý không hay là 48? Á, mấy? Ủa sao 36 nhỉ? Bậy rồi. 66, chỗ này là 66, chỗ này column 4, column 8, đúng rồi. Đây là một cái item. Tương tự như vậy, đối với lại các item khác, như vậy thì chỗ này bạn sẽ có một cái class nữa là list group action. List group action và copy cái này ra. List group item, list group item action. List group. Rồi, có màu. Được chưa? List group item action. Copy này ra. Ctrl C. Ctrl V là mình có bốn đối tượng. Bây giờ chỉ thay đổi màu cho nó là xong. À, thay đổi biểu tượng cho nó là xong. Thay đổi chữ. Rồi cho cái chữ làm thêm ở dưới này, đọc thêm dưới này. Vậy cái chữ đọc thêm của mình nó sẽ nằm bên sau cái thẻ div nào? Thứ nhất là thu cái này lại cái đã. Rồi. Cái này 6. Cái cột 6 bên này.
Cột 6 bên này mình đang thấy có cái cát này đúng không? Bên này cái cát nè. Đây kết quả cuối cùng của mình, bên này cái cát nè. Và phía dưới cái cát đó, phía dưới cái này thì mình sẽ có, đây là một cái round nè. Thì phía sau cái round này mình lại tạo một cái round nữa. Chấm round enter. Thì trong cái round này mình sẽ chèn cái gì? À, xem thêm vào. Chèn cái chữ xem thêm. Đây, xem thêm. Xem thêm thì mình sẽ lấy cái chỗ này xem thêm bỏ vô đây. Và xem thêm này thì thầy để là test center. Và thầy đẩy cái biên nó ra. Rồi thử coi nào. Đây xem thêm. Đúng không? Có vẻ không đúng lắm. Đúng không? Đúng. Đúng rồi, nó nằm bên trong này và nó nằm giữa hai thằng này. Được chưa? Xem thêm. Chỗ xem thêm này nó đang có cái biên. Thấy cái biên không? Trong hình thì nó làm sao? Nó cách cha nó. Mà ở đây mình làm thì sao? Không cách. Vậy thì mình nhớ lại CSS. Một là cha cách con. Hai là con cách cha. Nghe có vẻ như giống nhau nhưng mà thực chất một cái là pending, một cái là merging. Mình đặt cái CSS nó nằm đâu? Bây giờ mình đặt cho cha đi ha. Mình đặt cho cái thằng cat này nè. Như vậy lúc đó là merging hay là pending? Hả? Thằng cat lớn này nè. Thì lúc đó là merging hay là pending? B hay là M? Mình muốn gom mấy thằng con vô trong. B. B trừ trừ 3 đi. Lưu lại. Bóp mấy thằng con vô trong hết. Ổn chưa? Còn nếu như mà bạn để chỗ này là M trừ 3 là nó tự động nó bóp so với thằng cha. Còn mình để ở cái cát này là B trừ 3. Tức là nó dồn mấy thằng con vô trong, đi vô trong, đi vô hết. Có bao nhiêu thằng con nó cứ cứ lùi vô. Nó trừ cái khoảng cách của chính nó là 3. Đấy. Cho nên là chỗ này thầy nói là chấm bài. Thầy ơi quê, chỗ này tại sao là B trừ 3 mà không phải là chữ khác? Hiểu thì mới nói. Mà không hiểu là bó tay, ú ớ liền. Bootstrap thì chỉ có copy chạy thôi. Nhưng mà vấn đề chấm bài là chấm hiểu. Được chưa? Chứ còn copy chạy không là không đủ. Nói thì nói vậy, làm sao nhanh nhất? Ok, nhanh nhất thì nhanh, nhưng mà chấm bài cũng phải hiểu để mình có thể thay đổi được thông số của nó. Nếu em thấy ChatGPT nó để B3 thì em để B3 chứ giờ sao? Không được ha. Đó không chấm nha. Được không? Như vậy giờ tự tin mà mình ngồi mình copy, mình ngồi mình sửa, mình ngồi mình gõ, mình làm ra một cái layout giống vậy, tự tin chưa? Ổn hen. Ổn chưa? Rồi tiêu đề trên này mất một khúc. Biết gì không? Tại vì trong cái code này của thầy á, tại vì thầy cố tình thầy đẩy lên để tí nữa thầy cho nó đứng cái menu lại. Đó, cho nên là nó mới mới mất cái khúc đó đó. Đây mình kin top 5 nè. Đó, thấy à? Rồi cái B5 này nè, nó mất khúc trên nữa đó. Hết mất chưa? Đó. Thì chỗ này mình để cái B để cho nó thu nhỏ vô trong một tí. Thu nhỏ vô trong một tí. Content. Container không phải content, cho nên nó sai.
container. Rồi được chưa? Thì menu của mình nó sẽ chạy. Bây giờ mình muốn giữ cái menu lại làm gì? NAV này mình thêm gì vô? Cái gì? Stick. Cái gì nào? Stick top ha, sticky. Chữ gì? Sticky. I C K top. Rồi, đứng lại không? Sticky top, được chưa? Được không? Ổn chưa? Sticky top. Đây, như vậy toàn bộ code của mình, toàn bộ code của mình, bài lab của chúng ta, lab 1, bài 4, được không? Ổn không? Lab 1, bài 4. Mấy chỗ này các bạn muốn thì các bạn chỉnh lại. Chỉnh lại, tại vì chỗ này là nó canh lề không đều nè. Nó canh lề không đều. Thằng này nó đẩy con một cái, mà thằng này mình lại đẩy cha một cái. Cho nên hai thằng này nó không đều, mình bỏ đi. Ví dụ như ở cái chỗ nè, Tiki Top thì nó dừng lại thôi. Rồi. Deep cut 6 cut M3. Ok. Đều nhau. Chỗ này có phải là 66 không? 66 đúng không? Rồi. 66. Rồi đều rồi đó. Lóc của tôi về tôi. Rồi các bạn thêm phần footer nữa nha.